Nhi xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi nha. Sáng nay Nhi lại tiếp tục đi chợ cả nhà. Giờ mời cả nhà cùng Nhi đi chợ Phú Quý nha. Nhi đã đi vào tới chợ rồi. Sáng giờ mình chưa ăn sáng đó, bụng quá. Bây giờ Nhi để đi tìm hàng ăn sáng cái đã. Ăn sáng rồi. Quay hàng dừa gì hả? Đây 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 đây. Dì nói đăng giùm cho dì. Ba nổi tiếng nhất cái chợ này á, quay ba cho dì nói. Ủa dì nói đâu quay á? Dì nổi tiếng nhất chợ luôn hả? Ở của đâu vậy? Con ở Phú Quý chứ ở đâu? Ủa sao tao biết mày hả? Dạ. Ủa Phú Quý thôi. Ý là dì con đăng dừa dừa lên cho dì. Để cho dì bán dừa hả? Ở đây. Dì bán dừa khô. Dừa khô cái này bự bự đăng lên nha. Dạ. Trời. Dì bán dừa ở chợ Phú. Dì mua hát bản hả? Ờ, không được không? Hát hả? Ờ. Được. Được chứ. Được luôn. Ủa hát đâu rồi, hát bản nhạc vô, thu vô để đăng lên chứ. Rồi rồi, ok. Ca sĩ còn hiếm bán dừa. Từ từ, từ từ, ca sĩ chừng chút. Rồi, bây giờ dì nói là dì muốn hát một bản. Ca sĩ Ngọc Hiếu bán dừa. Để hát cho mọi người nghe bản nhạc tự tình. Sao ngồi xuống ai... hát cô? Hả? Sao ngồi xuống hát cho nó thoải mái? Ngồi xuống đứng hát cũng thoải mái nữa. Thì hả? Ừ. Xin mời tất cả quý vị khán giả, mọi người cái xem video của Yến Nhi. Thị Nhi hả? Dạ. Cái xem video Thị Nhi là nhớ đăng lên nha quý khán giả. Giờ Ngọc Hiếu xin hát bản nhạc được mang tên Nhật ký đời tôi. Được. Quay bà chính á. Ờ. Quay bà bán dừa. Hương thời gian trở về quá khứ phút khách mua dừa cô ơi. Khách luôn hát chứ đã. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình, chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi mà ai quên nhau rồi. Trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi. Lỡ cho số phận 17.000. Lỡ cho riêng mình sẽ thành mùa kiếm hoa. 17 15 đó, 15. Sớm lấy tôi ta, đời ai cũng một lần. Quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa. Thôi thế là thôi, là thế đó. Dĩ vãng làm thơ, xem tơ dây chết nhàng. Hạnh phúc tình ta, thôi thế là thôi, là hết rồi. Tiền tài ước mơ nhiều, cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu. Ngoài việc ly, chúng mình chưa nói hết câu tạ tư. Năm năm cách bìa, năm năm mong chờ hé mộng tình khi xưa. Nhắc đến thay buồn, tình kia ngăn đôi đường. Nhờ kỳ đời tôi ghi thêm một lần thơ. Nhắc đến thay buồn, tình kia ngăn đôi đường. Nhờ kỳ đời tôi xin ghê một lần thơ. Thank you. Hay dữ ta. Ủa hồi trước cô làm ca sĩ hả? Cô đã đi giúp vô đám cưới nữa. Đám cưới cô mời cô đi cô hát nha. À cô giúp vô em đám cưới. Ờ. Đám cưới nào cô cũng hát hết á. Bà cô hát nhạc giờ nhạc rock nữa, cô nhảy nữa. Bây giờ nhảy bẻ lên. Nhạc gì cũng hát hết. Hát được luôn.
Thế bây giờ em phải hát nhạc rock có đâu? Cô hát nhạc nhạc rock nữa, nhạc rồi nhạc rồi rumba. Ý là ban ngày đi bán dừa còn ban đêm đi hát. Ờ em ai mời cô đi hát. Ai mời là đi hát. Dẹp bán dừa luôn. Chùa bán 11, 12 giờ cô về à. Dạ. Xong ăn cơm rồi cô nghỉ rồi tối lại đi hát cho nhau nghe. Hát cho nhau nghe hả? Ừ. Chừng nào mà đám cưới con á là Nhi mời cô giúp cô hát nha. Dạ. Cô đi có số điện thoại không để con lưu lại? Có cô... gì gọi cô tới góc vui nha. Ờ, cô có số mà. Dạ. Ừ. Quý vị ơi, mua dừa quý vị nhớ ủng hộ giùm cho ca sĩ Ngọc Hiếu bán dừa nha quý vị. Từ 10.000 đến 12.000 quý vị à, rẻ quý vị ơi, mua giùm nha. Nếu ai quý vị cái xe video video của cái gì Nhi con? Dạ Lê Thị Nhi. Cô video của Lê Thị Nhi nha, nhớ đăng lên vô Thị Nhi nha mấy vị khán giả. Mọi người ơi, nhớ nha mọi người. Hello. Thank you. Cô diễn rất là chuyên nghiệp luôn nha. Còn kêu gọi khán giả quý vị nữa. Ừ. Tất cả quý vị khán giả mọi người là thôi giờ ngồi xuống bán dừa cô đó. Đứng mỏi. Cho con ngồi với. Ừ. Chị Sự này, Nhi rất là bất ngờ khi gặp lại chị luôn. Lần đầu tiên gặp chị thì chị không đi được. Sau đó thì tụi mình có đến thăm và giúp chị đi bệnh viện á, giờ chị cười phơi phới luôn, đi tung tăng bán vé số. Ờ đó đó. Bữa giờ hết đâu phải không chị? Còn đâu mà đi cháu nè. Hôm nay chị bớt rồi hả chị? Mừng ghê á. Vừa đi bà con cô bác ơi. Vừa để mọi người ơi, mua vừa giúp ủng hộ giùm nha. Nếu ai xem video của Nhi với ủng hộ giùm thì ca sĩ Ngọc Hiếu vừa nha. Nó hỏi gì cả. Vừa này cô không có máy xay luôn hả? Cô không có máy nhưng mà cô đi xay mấy con nhỏ cháu. Là người ta tới là mua là cô người đi xay. Người ta tới người ta mua trái, ví dụ người ta mua trái là 15 hay là 10.000 rồi cô tự đi xay cho người ta tính tiền xay luôn. Dạ. Ừ. Cô không có máy nhưng mà cô xay mấy con nhỏ cháu. Của cô là người ở đâu chứ phải người ở cô ở đây mà cô giống Phú ở đó giờ đó nhờ luôn hả? Ừ nhưng sao, mà cô không biết sao giống như giọng miền Tây á, giọng miền Nam á thì đó cô bé ở đây quen tất cả người Việt người Chăm làm đám cưới làm cúng hay là cúng là mua của cô không à vừa là vừa ở nông thôn mình vừa là ở nông thôn mà vậy hả? Ừ. Vậy ở trong gia đình chưa? Con có gì là nhỏ út là hai mấy tuổi rồi á. Ờ lớn rồi hả? Ừ. Vậy có mấy người con? 4, năm nay vừa 6 mấy rồi. 6 mấy rồi hả? Ừ. 6 mấy rồi mà cùng hát cứng dữ người ta. Cô lên sân khấu con nghe. Tiếng ca không với đệt nói sầu đau anh. Vậy á, luôn có hát con nhảy nữa. Tới chừng mà đám cưới con là con đã phát nhạc trữ tình, cô phát nhạc rất cô nhảy. Mặt cô mặc váy kim sa đẹp lắm. Chá lên. Các cô có nhiều đồ đẹp lắm không? Nhiều đồ. Nhiều váy đầm lắm không? Nhiều váy. Cô mua để dành cô đi đám cưới á, tại vì cô biết hát, cô hát rồi cô vui á. Dạ. Người ta là phải người ta nhờ cô, người ta mời cô vừa đi quà mà vừa đi hát giúp vui nữa. Dạ. Ừ. Chứ đâu phải đi không con với nhiều người nói nha. Thôi đi, chị biết hát gì để giúp vui gì để không cũng được đó. Đâu có đâu. Mình vừa đi hát vui nhưng mà như mình giúp vui mình vừa mình đi ủng hộ nữa chứ. Dạ. Ừ. Ví dụ cô đi ủng hộ bác sĩ cũng được, ví dụ tình nghĩa hả mà cô giúp vui cô hát. Nãy cô tưởng ai chứ như cô biết mà. Vậy hả? Giận thiết. Ừ. Bữa giờ show nhiều không cô? Cô mới đi được cái tuần này á. Dạ. Người ta mời cô đi ngoài nhà. Ở dưới hát cho nhau nghe ở dưới V4 này bữa nào cô với thằng Thiếp ngày chủ nhật hay là thứ sáu thì ở dưới đó nó hát cho nhau nghe á. Yeah. Bữa nào xuống đó là cô hát không? Có chứ. Có hát không? Ừ. Vừa sống tặng, sống mấy tuổi mà yêu đời phơi phới thì cả nhà đứng chứ sao vừa bán vừa vừa hát rồi chắc là gì là nổi tiếng nhất trời rồi hả, ai cũng biết gì không? Hồi bữa con cà ná nó con quay gì nó để con quay gì con đăng lên cái con nào ở trong cà ná. Cà ná hả? Ừ. Vậy hả? Ừ, nó quay. Nó đây để con quay gì cũng đăng lên nha. Mà bữa gì hát không? Mấy lần rồi bữa nay gì tưởng ai con thành gì hát mấy lần rồi hả? Ừ. Hồi bữa nổi tiếng rồi đó. Hồi bữa Việt Hương tới đây nè, cũng nó cũng đầm chương trình nè. Rồi gì có xin gì Việt Hương hát không? Ca trở
hết hát đó mà. Ờ, ra trễ hả? Ừ. Phải ra sớm. Cô hát ra từ cái hồi mà lúc 16 tuổi tới giờ lận. Dạ. Lúc đó là đi học mà vừa hát. Cho nên cô đi hát các thầy giáo, cô giáo nào cũng tặng quà cho cô đó. Dạ. Ừ. Cô học giỏi, cô học giỏi. Dạ. Bài học bữa nay là ngày mai cô thuộc hết luôn. Dạ. Vậy á. Sao tay cô bán dừa hay là sao mà nó bị cong vậy không? Không. Cô quen không? Cô đi xuống kia cô học nghề á. Học nghề á, biết không? Học nghề là học gió. Học gió. Cô không biết nữa. Rồi hai cái bao cát, cái đám biết đó. Chứ tay đâu cô phải gì đâu. Đám bao cát không biết rồi. Ấy ngón tay á hả? Tay cô hơn tay ngoài hôm đó, tay của con gái, tay của viết đẹp lắm. Dạ. Quen lắm. Nhà cô, bà già má cô chỉ có một mình con gái à. Hai người trai với lại một mình con gái mà hồi đó bà già cô cưng cô lắm. Dạ. Cho nên cô giỏi mà cô lanh lẹ lắm. Lúc vừa đi học mà vừa đi đem đồ xuống nhà trường bán. Dạ. Bán xong đi học vô lớp học, học ra cho bán thành cô giáo, thầy giáo một cô học giỏi nữa. Mới khen. Dạ. Ngày Tết đó tặng mua quần vải nè, tặng sách vở, tặng tiền cho cô nữa. Dạ. Thiệt luôn á, má cô nó dối con đâu. Dạ. Vừa quá hôm nay đi chợ gặp cô Hiếu. Cô Ngọc Hiếu. Cô Ngọc Hiếu. À, hát rất là hay luôn, tạo một bản nhạc nghe rất là hay luôn nha cả nhà. Chuẩn ca sĩ luôn á nha. Đúng không cô? Ừ. Hát chuẩn điệu ca sĩ luôn. Nhi thì Nhi không có rành về ca nhạc mà Nhi cũng hát dở lắm. Nhưng mà Nhi nghe cô hát đó rất là kiểu chuyên nghiệp á, luyến lấy rồi ngân nga nữa. Ừ. Rất là hay luôn. Cô không có đánh nhạc mà cô hát đúng theo cái tâm luôn thấy không? Dạ. Đâu có hát trật chỗ nào. Thôi giờ con đi chợ nha. À, đi cô nha. Ừ. Có gì khi khác cô cháu mình gặp nhau hát tiếp. Ừ. Nha. Cô lấy số điện thoại cô ơi. Đấy. Để con lấy điện thoại con lấy nha. À. Thôi giờ Nhi sẽ bye bye cô nha. Hello. Giờ Nhi sẽ đi vào hàng ăn để Nhi đang sáng ra. Bây giờ Nhi sẽ làm một dĩa bánh bèo xong rồi đi chợ nha. Hàng bánh bèo quen thuộc. Này bánh bèo ngọt, bên bánh bèo mặn nè. Còn ít nước mắm này nè cô. Dạ, lâu không cô? Dạ. Cô chạy về lấy nước mắm, hết nước mắm rồi. Mời cả nhà ăn sáng bánh bèo quê nha. 10 ngày một dĩa thôi. Để có miếng ớt vô nữa cho nó cay cay. Bữa nay ra trễ mà may vẫn còn bánh bèo để ăn. À bánh, bánh bèo đúng rồi. Thêm miếng ớt nữa đi. Chị bà hàng đi là sớm thì chị hết rồi. Ngon quá. Chị 4 giờ là bỏ bánh sớm hết. Mày cả nhà ăn sáng nha. Hôm nay Nhi sẽ đi chợ mua đồ ăn để đem lên rẫy. Ngày mai là tụi mình lại lên rẫy nữa rồi. Mua ít đồ. Ôi nhiều mỡ hành nha. Ngày mai mình lại lên rẫy mua ít đồ lên đó cho em mới ăn luôn. Thôi được rồi cô đừng có ăn mỡ bánh mì. Chắc lát nữa Nhi sẽ mua bộ bánh xèo để đem lên rẫy mình đổ bánh xèo ăn luôn. Nhi ăn xong rồi, giờ tiếp tục xách vở đi chợ. Mình sẽ đi mua rau. Với lại ít cá với tôm. Anh Mến có dặn Nhi là mua cho ảnh hai chai mắm. Chú ơi lấy con hai chai mắm đi chú. Mắm. Chào con, mắm này làm rồi này có 15 ngàn nè, chị làm là 10 nè, nhưng mà ở nhà là chú làm luôn con. Thì lấy cái làm rồi á. Lấy con hai chai chú. Hai chai chú 20 lấy lại theo cái giá sỉ. Giá sỉ là 2 chai 20 hả? Đúng rồi. Nhà chú làm mắm nhà chú muối luôn nha. Dạ. Muối ra là mình làm luôn, coi như là nó rất là ngon. Mắm nhà chú làm luôn.
Cá khô thì đợt trước là tụi Nhi mua lên cho anh mới không còn nhiều lắm, mà anh ăn cá suối bữa giờ đâu có ăn cá khô đâu, nên là Nhi không có mua thêm cá khô nữa. Giờ mình sẽ mua cá tươi với lại mực, tôm. Chắc là mình chỉ mua tôm với mực để đem lên thôi, còn cá nhưng thấy cái gì biết cái gì để mua luôn. À, chắc là mua mấy con cá biển kia, mua 1 ký tôm. Chị câm kìa. Đi đâu rồi, vô chợ là gặp chị à. Hôm nay em đi chợ nhanh lắm, em mua ít rồi, xong rồi. Cho nên không có mua nhiều, đi. Em đi nha chị, bye bye chị. Bye bye chị nha. Hôm nay mình mua ít rồi cho nên không cần chị theo đâu. Em mua rồi. Nhi mua thêm mấy con cá đem lên cho anh mới nữa, lâu lâu đổi ăn cá biển chứ ăn cá suối hoài. Nhi mua mà Nhi quên, nhờ cô làm giùm cái chị cơm chị nhắc. Mày á. Nhi mua ra mua rau đã. Lúc nãy em định đứng hàng ngò dưới kia em mua cái, chị nói kéo lên đây. Thiệt luôn, kéo lên đây mua. Mới rồi. Tết tặng lịch luôn không? Tết tặng lịch luôn. Hồi Tết năm ngoái chị chưa có tặng lịch cho em đó nha. Năm nay nhớ tặng. Cho em cái rổ đựng ấy chị. Hôm nay mua đồ lên rẫy nên là mình mua ít thôi. Mình sẽ mua ít rau sống. Lên đó... tặng lịch kia dây đó nha. Ủa? Dưa leo bên kia lấy cà chua. Cà chua lên để dành, có mà có nấu lẩu thì nấu. Đây đậu bắp luôn. Ôi mình còn chừng tao hả? Chắc chừng tao thấy ngon. Anh mua rau xanh nha, còn chừng tao không? Chị cho em 5.000 đồ nấu chua ơi chị. Lấy dưa leo nữa nha. Vì chị Câm đang cầm máy quay giùm cho Nhi, không biết là có lắc hay không nữa, mà có lắc thì cô chú anh chị thông cảm giúp Nhi nha. Chào qua cái kìa chị, nép vô kìa chị. Nép vô cho xem quá. Chị vừa không nói được mà vừa không nghe được nữa. Rành này, rành này. Dạ, hình như chó mất rồi. Cải thảo. Lấy cải thảo mà rau nhúng lẩu là mình sẽ mua cải. Gì nữa ta? Hành tây. Đúng rồi, hành tây. Ớt chuông. Như thích ăn ớt chuông. Dạ. Wow. Béo rồi. Tết quên á. Có không mà quên hay vậy. Nắm không Nhi? Còn cây kim châm á Nhi. Còn cây lấy về. Để tới mai được không ta? Em bỏ vô tủ lạnh không sao hết. Bỏ vô tủ lạnh nó càng cứng nữa nha. Sao chị? Ngon lắm hả? Ngon lắm. Đâu có sao đâu, để ăn với đàn bà đâu có sao đâu. Do ngơ ngơ á. Dây thơm mặt em mua trái gì ăn vậy? Không thơm mặt mà. Em không ăn được, quen được. Thơm mình ăn em dễ ăn hơn, quen rồi. Lấy 10.000 rau sống nữa ha. Ôi. Hư rồi. Hư rồi. Nè. Nè. Cái này là đủ rồi, bỏ chuối cho tao phải không? Mấy củ khác đi. Để chị lấy cho. Đó, lựa luôn á, trợ lý lựa luôn á. Trợ lý lựa.
Lừa là bao ngon luôn nha. Thấy chữ đó. Đây này trời ơi, công nhận có một quản lý mà trung thành dễ sợ luôn á. Lừa giám đốc luôn. Ok ok, ngon. Rồi. Nó đâu có nghe đâu, mày hỏi nó. Bố vậy cho nó cái đây 3.000 lựa gì nữa ta? Lựa nắm luôn. Tư vấn cho gì luôn. Tư vấn mua hàng. Chị có mua nhân viên của chị phải không? À? Nhân viên của chị hả? Cái đây là nhân viên cũ á, bây giờ chuyển qua nhân viên rồi. Nhân viên cũ chuyển qua cho em hả? Tự chọn món, tự lựa, tự bỏ chuẩn bị mua luôn. Có chân chim màu của tao. Chim màu của chị hả? Chim màu của tao. Cứ vô chợ là kéo tới hàng rau à. Chị lừa giỏi ghê không? Lừa hàng ngon cho mình không đó nha. Lấy cho em ít rau sống luôn chị. Rau sống đặt hơn chị? Không, rau sống cộng thôi. Đủ rồi chị, đủ rồi chị. Đủ rồi. Nhiều rồi. Gì nữa, lùa một bì quá trời luôn, nấm rơm. Sao mà chị nghĩ chị biết mà mình ăn nấm thì chị mua cột lại em đi chị. Rồi. 2.000, 3.000, 3.000, 4.000 là cột. 111, lựa 6 là 117. 117. Mua nước màu dừa để lên rẫy khỏi phải thắng nước màu nha. À mình lấy 2 chai luôn, ở nhà mình 1 chai nữa. Hồi trước Nhi thắng để dành nhưng mà giờ hết rồi. Bột bánh xèo. Bịch nấu đậu thái. Bịch đường. Ở đâu mà bà đi theo vậy? Dạ ở trong chợ. Bị hạt nêm luôn. Camera, bà theo kia bà làm gì? Rồi tính tiền cho con ơi. Tính ghi rõ ràng không, tính rỡ này. Cái này 14. Ủa? Rồi, mua đầy đủ đồ rồi, bây giờ đi về nha. Đi chị, đi ra luôn. Ủa, dép mới đâu, dép đâu? Dép bữa mới mua đâu? Bạn à, dép bữa mới mua xong, thấy mang biết. Dạ, ăn cũng, dạ ngon. Nhưng mà hết. Nhưng mà bây giờ nặng quá rồi. Thôi đi ra uống nước mía rồi về chị. Đi, em với chị ra uống làm ly nước mía cho anh thấm mát ruột. Nóng quá. Hôm nay Nhi không mua trái cây tại ở nhà. Còn có bơ, có trái cây ở nhà rồi. Đi hay em mình đi. Lại đi uống nước mía với em nha. Hạt nêm là hạt gì ta? Chỗ đó đề bản bán hạt nêm, hạt son. Nắng quá chị cho em thả xuống chút. Giờ hai chị em mình sẽ mỗi người uống ly nước mía rồi giờ nghỉ xíu rồi đi về nha cả nhà. Hôm nay Nhi đi mua nhanh á, tại vì mình không có phải suy nghĩ nhiều là hôm ngày hôm nay ăn gì, ngày mai ăn gì, mình cứ mua một ít đồ đem lên cho anh mới thôi. Mua rau này, mua ít cá, tôm gì đó, mực, thịt heo đó. Chứ sợ nhiều khi anh mới đi ăn cá suối hoài thì ảnh lười đi ra ngoài mua đồ ăn á. Hôm nay là ở trên đây cũng có tủ lạnh rồi nên là mình mua đem lên tủ lạnh trên đó mình để luôn, rất là tiện. Rồi cảm ơn chị. Vô chị. Vô. Hôm nay hiểu ý rồi. Mời cả nhà uống nước mía nha. Ngon không chị?
Ranh như chị Ranh đây nhiên không có hiểu. Bốn này bốn cái. Mẹ của chị là cũng bị cam, cũng không nói được, cũng không nghe được luôn. Mà mới mất được năm mấy à. Giờ còn có mình chị sống mà. Lần đầu tiên Nhi gặp chị á, là lúc đó là Nhi với anh Hép đi chợ Tết á. Xong rồi gặp chị phụ đồ cho cái cô ở gần, ở khúc này. Xong cái chị quen luôn. Mỗi lần thấy tụi mình là chị mừng, chị la. Rất là vui ha. Dạ. Yeah. Răng chị gãy hết hai cái hàm, hai cái răng cửa rồi. Mát ha. Yeah. Mà cô chú anh chị nào mà thấy chị Rani đi mà hiểu chị Rani đi gì thì để lại bình luận bên dưới cho Nhi đọc với nha, chứ Nhi cũng không hiểu là chị đang ra cái hiệu gì nữa. Là Nhi cũng xin phép kết thúc video ở đây luôn. Mình đi chợ rồi, mình tranh thủ mình về nhà sớm để lo công trưa nữa. Trưa nay anh Thiếp không có về. Sáng đi anh nói là chiều mới về lần. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu của mình xem hết video này nha. Cảm ơn các cô chú anh chị đã yêu mến Nhi và chị Câm mỗi lần đi chợ cùng đồng hành chung với nhau. Cô chú anh chị nào mà nãy giờ xem thấy chị Câm Rani mà hiểu được chị đang Rani cái gì thì để lại bình luận bên dưới cho Nhi biết với nha. Giờ thì chắc là Nhi xin phép tắt máy và kết thúc video ở đây luôn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo.